tìm mắt vô cầu long lanh. Xin trân trọng giới thiệu trang vật thứ hai của giải nhì hai giữa vận động viên Nguyễn Thị Hiền của Hà Nam mang trang phục màu xanh đã quyết thắng, gặp Lê Thị Thương của Bắc Giang mang trang phục màu đỏ. Xin vào phá điều khiển trận đấu trong ngày thảm vô số nam trong ngày bàn Nguyễn Cao Huy. Hai vận động viên chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Thắng ở giải nhì 2.